Vâng, vừa Lan Linh Nguyễn, chào tất cả các bác, các chú, chị em, người Lan trên toàn quốc. Hôm nay là phiên ngày 14 tháng 4 năm 2020. Vườn chúng em có chia sẻ các mặt hàng là vàng cánh bầu Hải Phòng, trắng Thái Nguyên hàng lẻ, vàng cánh bầu Hải Phòng có hàng chậu và trắng Quảng Ninh, bạch Vân Kiếm và có cả vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh và vàng Tuyên Quang xanh Huế nhé. Hôm nay em sẽ chia sẻ hết cô chú anh chị. Vâng, và địa chỉ của vườn chúng em là ở xóm Chùa Thông, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Vườn nằm ngay trên trục đường quốc lộ 45, cách cầu Cứu về phía Bắc là 2 km. Vâng, cô chú anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua 3 số điện thoại 0947 977 186, số thứ hai là số 0912 532 056, và số thứ ba là số 0353 535 1567. Cả 3 số đều dùng Zalo cô chú anh chị nhé. Vâng, và cô chú anh chị có thể nhắn tin qua Zalo hoặc nhắn tin qua SMS, chúng em sẽ lắng nghe trả lời. Và về vấn đề bảo hành mặt bông thì cô chú anh chị yên tâm, vì vườn chúng em lấy chữ tín làm hàng đầu, vì cũng không vì một vài đồng mà đánh mất danh tiếng, đánh mất phẩm chất con người. Vâng, đầu tiên này, cái em sẽ chia sẻ với cái chậu vàng Tây Ninh này. Vàng Tây Ninh là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tầm 10 thân, tổng thể 10 thân. Còn cái măng kia em không tính nhá, măng kia là chưa tính đi. Cây đã ấm chậu rồi, 10 thân, bản lá to nhất là 4 cm. Để em đo xuống nào. Đây ạ, bản lá to nhất là 4 cm mốt, tương lai sẽ còn to nữa. Đó, em nghĩ là vậy, vì là chăm càng ngày nó càng đạt lên, tương lai nó sẽ to, còn to nữa. Và bản lá to nhất là 4 cm mốt nhá. Đấy, cây rất đẹp, rất xanh, rất côn luôn. Cho chú chị xem đấy. Vâng, riêng cái chậu này em sẽ bán với giá là 17 triệu. 17 triệu cái chậu vàng Tây Ninh này. Chậu rất đẹp luôn. Một chậu tác phẩm luôn cô chú anh chị nhá. Đấy. Vàng Tây Ninh tiếp theo sang là cái chậu xanh Huế này đi. Xanh Huế này nó bắt đầu em vừa dâm, rễ bắt đầu ra rồi. Đây, đây là vòi hoa này. Còn mầm của nó đang đây. Mầm đang bắt đầu lên đây. Đấy. Một vòi hoa một mầm là cái chậu này em bán với giá là 8 triệu này. Bây giờ mua rất khó cái loại dòng xanh Huế này. Cô chú anh chị đừng bảo là đắt, đừng có kêu là đắt, vì thực chất bây giờ giá cả nó lên. Nếu không, kể cả em có mua đi bán lại, em mua đắt thì em bán đắt, đó là cái điều tất nhiên. Chứ em không thể mua rẻ, ví dụ mua 1 bán 10 thì không có đâu. Đấy, mua giá cao thì mình bắt buộc phải đẩy giá cao thôi. Thì vườn em không thể là cung cấp hết tất cả được, em cũng phải đi nhập từ bên ngoài về em bán lại cho cô chú anh chị, đó là cũng để sinh lời sinh lãi thôi cô chú anh chị nhá. Cái chậu số 1 này em bán với giá là 8 triệu này. Chậu số 1 này đang hoa đang nụ luôn cô chú anh chị này. Đó, đang nụ luôn đấy. Về được ngắm hoa luôn. Một thâm một mầm. Bản lá này to nhất là 4 cm 2 thì phải. 4 cm, gần tầm 4 cm. Đó, nhưng mà hàng này là hàng giống, thân rất đẹp nhá. Đây nó có lỗi lá của chú anh chị này, lỗi lá này. Đó, một thân một mầm một mắt hoa đấy, 8 triệu. Sang cái chậu thứ hai đây. Cái chậu thứ hai là 2 thân 4. 2 thân 4 đây. Bản lá chắc là cũng gần 4 cm thôi, cũng không được 4 cm đâu các bác nhá. Mà nhưng mà đây là hàng giống 2 thân 4 tít đây. Đó. Vâng, 2 thân này em sẽ bán với giá là 13 triệu. Chậu xanh Huế số 2 đây 13 triệu. 2 thân là 13 triệu. Bán lá là chắc là chưa được 4 cm đâu, tầm 3 cm 8 gì đó. 13 triệu cho chậu xanh Huế số 2 này. Tiếp theo là cái chậu vàng Tuyên Quang. Cái chậu vàng Tuyên Quang nó dư là 1 thân này, 2 thân này, 3 thân này, 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 thân là 11 thân một măng đây kìa. Thấy một măng này này. Đấy, chậu này chậu tác phẩm nhá. 11 thân một măng cái chậu vàng Tuyên Quang này em bán với giá là 13 triệu này. 13 triệu một cái chậu vàng Tuyên Quang này. Vâng, em bán để mua chí về. Để bán cái này để mua chí về. Vâng, hôm nay em chia sẻ những chậu thuần thế thôi, còn thuần trong đây nữa. Tiếp theo sang cái mặt hàng thứ hai là mặt hàng vàng cánh bầu Hải Phòng. Vàng cánh bầu Hải Phòng là một trong những bông cánh bầu rất đẹp. Đây em sẽ cho cô chú anh chị xem mặt bông của vàng cánh bầu Hải Phòng. Đây cô chú anh chị nhé.
bông vào cái vườn Hải Phòng này. Hôm nay em có cả hàng lẻ lẫn hàng hàng chậu để chia sẻ với chú anh chị. Vâng, em vào từng đơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Cái đơn số 1 đây này, đơn số 1 là một thân cực đẹp đây. Mắt ngủ ngoài đây cô chú anh chị nhá. Mắt ngủ đây. Đơn số 1 này em bán với giá là 450.000, 450k cho đơn vàng cánh bầu Hải Phòng số 1. Vàng cánh bầu Hải Phòng số 1. Tí nữa em sẽ bôi keo liền sẹo cô chú anh chị nhá. Vết này chưa bôi. Tí nữa em sẽ bôi. 450.000 đấy cho đơn số 1 vàng cánh bầu Hải Phòng số 1. Sang đơn vàng cánh bầu Hải Phòng số 2 là một đơn thân tơ tít luôn này. Một đơn thân tơ cực đẹp luôn, một thân một măng đây này. Măng đang phát triển đây này. Dòng này cực kỳ dễ sống luôn mà đẻ cực kỳ là nhiều. Đơn số 2 này em bán với giá là 550.000. 550k cho đơn vàng cánh bầu Hải Phòng số 2. Dòng này là dòng lô hội nhá. Vàng cánh bầu Hải Phòng là dòng lô hội, thân lá nó nhỏ ấy. Cô chú chị lưu ý nhá. Không có về bảo tại sao nó nhỏ như thế. Đấy, nhìn cái bàn tay của em đây so sánh ấy. Thân tơ tít luôn, thân này cực lực cực khỏe luôn đấy. 550 đơn vàng cánh bầu Hải Phòng số 2. Tiếp theo sang đơn vàng cánh bầu Hải Phòng số 3. Một thân một măng lớn này, một thân tơ một măng lớn, mắt ngủ ngoài ok đây. Cái này thì quá lực rồi. Cái đơn số 3 này em bán với giá là 700.000 này. 700k đơn vàng cánh bầu Hải Phòng số 3 này. Rất đẹp luôn. 700k đơn vàng cánh bầu Hải Phòng số 3. Một thân một măng này lớn rồi. Tiếp theo đơn vàng cánh bầu Hải Phòng số 4, 3 thân. 3 thân, rất đẹp luôn. 3 thân cực kỳ đẹp luôn. Toàn thân tơ không các bác nhá. Đơn này em bán với giá là 1.200.000, một vết cắt này. 1.200.000 cho cái đơn vàng cánh bầu Hải Phòng số 4. 1.200.000. Đấy. Tiếp theo sang đơn vàng cánh bầu Hải Phòng số 5. Tương tự vậy em cũng bán với giá là 1.200.000. 3 thân rất đẹp luôn. 1.200.000 vàng cánh bầu Hải Phòng số 5. Tiếp theo sang vàng cánh bầu Hải Phòng số 6. Đây số 6 là chậu đây, em sang gửi cái chậu cho cô chú anh chị nha. Em bán với giá là 1.500.000 này. 1, 2, 3 đây là không tính mầm này. Đó là cá chậu là 1, 2, 3, 4 này. Chậu này cái chậu em gửi, em sẽ đóng gửi cái chậu vì đang rất chi là ấm chậu, cây sẽ phát triển cực kỳ là khỏe nhá. Đấy cái chậu này em bán với giá là 1.500.000 là 3 thân 1 măng. Là tính là 3 thân rồi đấy. 1.500.000 cho cái chậu vàng cánh bầu Hải Phòng số 6. Tiếp theo sang cái chậu vàng cánh bầu Hải Phòng số 7. Em bán với giá là 1.900.000. 1.900.000 đồng là 1, 2, 3, 4 thân. Đây 1, 2, 3, 4 thân đây. Một triệu chín cho chậu vàng cánh bầu Hải Phòng số 7. Số 7 1.900.000 các bác nhá. Rất đẹp luôn. Tiếp theo sang đơn cuối cùng vàng cánh bầu Hải Phòng số 8. Em bán với giá là 1.500.000. 4 thân này. 4 thân rất lực, rất khỏe. Đóng cái chậu gửi các bác luôn. Vâng, chậu vàng cánh bầu Hải Phòng số 8, 1.500.000 ạ. Tiếp theo hết rồi. Còn vàng cánh bầu Hải Phòng hết rồi. Còn sang cái trắng cánh bầu Thái Nguyên. Đây, em sẽ cho cô chú anh chị xem mặt bông của trắng cánh bầu Thái Nguyên. Là một trong những bông đứng top đầu của dòng lô hội. Nó là thuộc dòng giống lô hội nhưng mà thân như là thân tiên vũ của chú anh chị nhé. Thân như thân tiên vũ đây. Em có cả bài vết của nó đây. Đấy, cô anh chị đợi em chút, em sẽ cho cô chú anh chị xem về bài vết của vàng cánh trắng cánh bầu Thái Nguyên. Trắng Điện Biên.
đây, trắng cánh bầu Thái Nguyên đây. Đây trắng cánh tím, trắng trên cánh bầu Thái Nguyên trên đây. Cây thuộc top đầu trong dòng lô, thân thủ khủng như tiên vũ. Lá dài võng cần hoa to, dài khoảng 80. Đấy, bầu bính. Không thay đổi, đứng top đầu luôn cô chú anh chị nhá. Hôm nay em đã tách ra để chia sẻ từng đơn cho cô chú anh chị. Mặt bông này cô chú anh chị đã xem rồi. Cái đơn trắng Thái Nguyên số 1 em bán với giá là 2 triệu này. Bán lá và tầm hơn 3 sen. Thân rất to cô chú anh chị nhìn. Thân cực kỳ là to luôn. Đơn này em bán với giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cho đơn trắng Thái Nguyên số 1. Tiếp theo đơn trắng Thái Nguyên số 2. Một thân tơ rất đẹp. Măng mầm tăng lên đây. Đơn này em bán với giá là 2 triệu 7 này. 2 triệu 7 đơn trắng Thái Nguyên số 2 này. Hàng đáng siêu tầm trong dòng giống lô hội. Đáng siêu tầm đấy trong dòng giống lô hội của chú anh chị nhé. 2 triệu 7 cho đơn trắng Thái Nguyên số 2. Sang đơn trắng Thái Nguyên số 3. Một thân một măng này à. Một thân một măng này em bán với giá là 3 triệu rưỡi này. 3 triệu rưỡi đơn trắng Thái Nguyên số 3. Cây đang rất lực đây. Trắng Thái Nguyên số 3 là 3 triệu rưỡi ạ. Tiếp theo trắng Thái Nguyên số 4. 2 thân một măng. 2 thân một măng này em bán với giá là 5 triệu rưỡi này. Còn thân tơ không? Rất khỏe luôn. 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi cho đơn trắng Thái Nguyên số 4. Trắng Thái Nguyên số 4 5 triệu rưỡi. Rất lực luôn cô chú anh chị nha. Tiếp theo sang cái Bạch Vân Kiếm. Bạch Vân Kiếm thì đây. Cô chú anh chị xem bông Bạch Vân Kiếm này. Một bông rất xuất sắc. Đấy, một bông trắng rất xuất sắc nha. Bạch là trắng nha. Vâng, đơn em có một đơn lẻ này này. Em vừa tách từ cái chậu kia ra để chia sẻ cho cô chú anh chị. Cho bớt tiền đi, không có nhiều tiền có cô chú anh chị đây. Không đủ, lại không có cách chơi. Vâng, cái đơn số 1 này em bán với giá là 1 triệu 6 nhá. 1 triệu 6 củ to này, củ to lá tầm 3 sen. Đấy, củ cực kỳ thuộc dòng giống củ chuẩn bi đấy. Một mầm này, hai mầm này. Đó, hai mầm hai bên đấy. 1 triệu 6 nhá, 1 triệu 6 cho cái Bạch Vân Kiếm số 1 này này. Đấy, Bạch Vân Kiếm số 1, 1 triệu 6 này. Sang cái chậu này em bán với giá là 4 triệu rưỡi ạ. Cái chậu Bạch Vân Kiếm số 2 này em bán với giá là 4 triệu rưỡi này. Đóng cả chậu cho cô chú anh chị này. 3 thân nhá. 3 thân tơ tít cực khỏe luôn. 4 triệu rưỡi cho cái Bạch Vân Kiếm số 2. 4 triệu rưỡi Bạch Vân Kiếm số 2. Rất đẹp luôn cô chú anh chị. Vâng, có 2 đơn thôi. Cái này thì không nhiều đâu. Cái dòng Bạch Vân này thì cực hiếm luôn. Không có nhiều đâu. Để cả cái trắng cánh bầu Thái Nguyên đấy. Các bác đừng tưởng nhiều, không có giống như cái loại tiên vũ như là Thanh Huế với là các thứ là vị hoàng đâu. À, sang cái trắng Quảng Ninh. Đây cái trắng Quảng Ninh này còn hai cái đơn hôm qua. Đây cho các bác xem. Mặt bông của trắng Quảng Ninh. Đây là trắng Hạ Long này. Trắng Quảng Ninh này. Bông rất đẹp các bác nhé. Bông cực kỳ xuất sắc luôn đấy. Trắng Quảng Ninh đấy. Cái dòng trắng thì rất chi là đẹp rồi. Vâng, cái chậu số 1 này này. Em bán với giá 1 triệu rưỡi này. 1 triệu rưỡi 2 thân trắng Quảng Ninh này. Gửi các chậu các bác luôn nhá. 1 triệu rưỡi 2 thân trắng Quảng Ninh này. Gửi các chậu luôn đấy. Đang ấm chậu rồi. 1 triệu 500 nghìn đồng trắng Quảng Ninh số 1. Sang trắng Quảng Ninh số 2. 3 thân 1 măng.
chả biết măng hay là mắt hoa nữa cơ, chả biết hoa hay là măng. Ba thân này em bán với giá là 2.400.000 này, 2.400.000 cho trắng Quảng Ninh số 2 này. Đó, 2.400.000 trắng Quảng Ninh số 2. Đó. Vâng, hôm nay em có chia sẻ từng này mặt hàng thôi. Cuối cùng em xin chào và kính chúc tất cả các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Em xin chào và gặp lại.